Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 19 tháng 5, Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Khôi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý báu cho ngoại giao Việt Nam, đề cao độc lập tự chủ, coi trọng hòa hiếu, nhân nghĩa, thủy chung, đã tạo sức mạnh to lớn đưa đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Di sản của Hồ Chủ tịch là kim chỉ nam cho đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đưa sự nghiệp đối ngoại của Việt Nam ngày càng phát triển. Các đại biểu tham dự đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người dành cho ngoại giao Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng Bộ Ngoại giao nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và ngành ngoại giao nói riêng, góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong năm 2020, kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.